Thanh xuân của chúng ta chắc hẳn sẽ tươi đẹp và rực rỡ biết bao khi có những ngày hè năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và yêu thương. Cùng nhiều hoạt động đặc biệt thú vị trong khóa tu hè Chùa Ba Vàng 2023. Khóa tu hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn học sinh, sinh viên nhiều trải nghiệm bổ ích, giúp các bạn trưởng thành qua nét sống tự lập và sinh hoạt nề nếp, kết nối những người bạn ở khắp muôn phương. Nam Tiết Sài Gòn, mình đến từ Cộng hòa Séc, mình hiện tại là du học sinh tại thành phố Vancouver, BC của Canada. Các bạn sẽ được rèn luyện đạo đức, trau dồi cho bản thân những kỹ năng sống, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng trong học tập và cuộc sống thông qua những buổi giao lưu, chia sẻ với các diễn giả, khách mời nổi tiếng. Phát triển tài năng và khám phá chính mình, học cách sống hiếu thảo, thiện lành và có lý tưởng cao đẹp. Bây giờ các con muốn cho tâm hiếu của các con nó được nhiều lên thì các con phải bồi chính bằng những việc làm có hiếu. Các con bắt đầu gì? Biết phụ giúp cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ, không cãi láo cha mẹ. Muốn cho cuộc đời chúng ta có hạnh phúc thì đừng để tình yêu phá vỡ sự nghiệp, mà phải chuyên chú cách phát triển sự nghiệp thành công. Lúc đó phát sinh tình cảm, có tình yêu, mình đã có được khả năng yêu được người tốt rồi. Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng, nơi tuổi trẻ được nuôi mầm thiện tâm trở thành những người công dân có ích. Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng năm 2023 sẽ được chia thành 4 khóa với từng nhóm độ tuổi khác nhau. Khóa 1, con sẽ lớn khôn, dành cho các bạn khóa sinh, sinh từ năm 2009 đến 2011, được diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 18 tháng 6 năm 2023. Khóa 2, kết bạn muôn phương, dành cho các bạn khóa sinh, sinh từ năm 2006 đến 2008, được diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 năm 2023. Khóa 3, búp sen hồng, dành cho các bạn khóa sinh từ năm 2012 đến 2016, được diễn ra từ ngày mùng 8 tháng 7 đến 11 tháng 7 năm 2023. Khóa 4, thắp sáng trí tuệ, dành cho các bạn khóa sinh từ năm 1993 đến 2005, được diễn ra từ ngày 15 tháng 7 đến 23 tháng 7 năm 2023. Hãy tham gia khóa tu để cùng nhau viết lên những ngày tháng tươi đẹp của thanh xuân.